Giao tranh giáp lá cà toàn tuyến miền đông, nga tung quân thiện chiến đẩy lùi ukraine loại bỏ gần 200 quân sĩ. Thưa quý vị, người phát ngôn bộ quốc phòng nga trung tướng Igor Konashenkov ngày 5 tháng 8 tuyên bố các lực lượng ukraine đang nỗ lực tiến công theo bốn hướng. Trong 24 giờ qua, các lực lượng vũ trang ukraine đã nỗ lực tiến công theo các hướng Donetsk, Nam Donetsk, Kupyansk và Krasiliman, theo ông Konashenkov cho biết. Ông Konashenkov xác nhận các lực lượng Nga đẩy lùi 10 cuộc tấn công của Ukraine và phản công thành công ở khu vực Donetsk thuộc vùng Donbass, miền đông Ukraine trong 24 giờ qua. Tổn thất của đối phương ở hướng Donetsk lên tới gần 200 binh sĩ Ukraine, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải, 4 xe cơ giới, một hệ thống pháo tự hành Karab do Ba Lan sản xuất và một lựu pháo D-20. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga nói thêm. Ngoài ra, tướng Konashenkov thông báo các lực lượng Nga hạ hơn 120 binh sĩ, phá hủy hai xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, một lượng pháo M-Stabe và một pháo cơ giới Gostika ở phía nam Donetsk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5 tháng 8 cũng thừa nhận Nga đang tấn công toàn tuyến miền Đông. Ông cho biết Nga đang dồn lực để ngăn chặn đà tiến công của Ukraine, trong đó các thành phố Kupiansk, Liman, Bakhmut, Marinka và Avdiivka hiện là những mặt trận giao tranh ác liệt nhất. Người phát ngôn chiến khu miền đông Ukraine Sergei Cheverazi cho biết quân đội nước này đang tiến quân liên tục và không ngừng và rìa bác mút. Mỗi ngày chúng ta tiến công hàng trăm mét và mỗi tuần hàng km, quan chức quân đội Ukraine nói. Pablo Kovanchuk, người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 5 tháng 8 cho biết, các đơn vị Ukraine tiếp tục cản bước cuộc tấn công của Nga ở hướng Kupiansk và Liman. Ở hướng Bakhmut, lực lượng phòng vệ Ukraine đang củng cố các vị trí của họ, giao tranh khốc liệt vẫn tiếp tục, ông Kovanchuk nói thêm. Maxim Jorin, quyền chỉ huy của lữ đoàn tấn công số 3 từng tham gia các cuộc giao tranh xung quanh Bakhmut cho biết, các trận chiến vô cùng khó khăn đang diễn ra hàng ngày gần thành phố miền đông này. Lực lượng Ukraine đang nỗ lực kiểm soát cao điểm phía nam Bakhmut. Nga hồi tháng 5 từng tuyên bố kiểm soát thành phố Bakhmut khu vực này vẫn vô cùng quan trọng và tiềm năng đối với đối phương. Đối phương vẫn coi Bắc Mốt là một điểm quan trọng để tiếp tục phản công, ông Jory nói. Các đơn vị thiện chiến nhất của Nga đang được triển khai lại ở đây, trước tiên để ngăn chặn các bước tiến của chúng tôi, sau đó phát động cuộc phản công của họ. Nhưng đây chỉ là giấc mơ. Họ thậm chí không thành công trong giai đoạn đầu tiên ở thời điểm này, chỉ huy Ukraine tuyên bố. Chỉ huy bộ binh Ukraine Alexander Sikiy cho biết, khi đối phương tiếp tục các cuộc tấn công tích cực ở khu vực Kupians và Liman, quân đội của chúng tôi đang hàng ngày phá vỡ kế hoạch của họ nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ của chúng tôi, gây ra tổn thất đáng kể về người và thiết bị cho đối phương. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố, những nỗ lực của Nga nhằm tiến hành các cuộc tấn công ở khu vực Donetsk, cụ thể là xung quanh Avdiivka và Marinka, đã bị đẩy lùi. Theo người phát ngôn Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, ở phía Nam, các cuộc tấn công theo hướng Berdyansk và Melitopol vẫn tiếp tục và các đơn vị Ukraine củng cố vị trí của họ. Tin tiếp theo, giao tranh bùng phan mạnh, Ukraine tìm kiếm bước đột phá lớn trước Nga nhưng bất thành. Thưa quý vị, theo Washington Post, tuyến phòng thủ chính của Nga, một hệ thống chiến hào kiên cố, mìn chống tăng và sát thương cùng các loại bẫy tinh vi vẫn ở phía trước lực lượng Ukraine. Mục tiêu của họ là tiến về phía nam, cái đất cây cầu trên đất liền của Nga tới Crimea, một tuyến đường tiếp tế quân sự quan trọng quân đội Ukraine đã bắt đầu giành được nhiều bước tiến nhỏ khi họ xuyên thủng được một phần phòng tuyến Nga nhờ thay đổi chiến thuật từ các nhóm xung kích nhỏ hành quân bộ để chuyển sang một lực lượng lớn hơn từ lực lượng dự bị chiến lược thuộc quân đoàn 10, sử dụng xe tăng và xe bọc thép. Đó là công việc nặng nhọc đơn điệu, vượt qua hàng trăm hoặc hàng nghìn bãi mìn. Một quan chức quân sự Ukraine giấu tên để thảo luận về những diễn biến chiến trường nhạy cảm cho biết. Chúng tôi tìm kiếm những điểm sơ hở của Nga để tiến lên từng chút một, nhân vật này nói. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn xung quanh làng Robotine, khu vực trước đây do lực lượng Nga chiếm giữ. Cách tuyến phòng thủ chính của địa Kremlin chưa đến 1,5 km. Khu vực này được cho là con đường gần nhất và khả thi nhất của Ukraine để vượt qua phòng tuyến của Nga, với các quan chức mô tả nó là có giá trị chiến lược lớn. Quy định dành một phần đáng kể lực lượng dự trữ cho trận chiến thể hiện sự ứng biến mới nhất trong cuộc phản công kéo dài gần 2 tháng của Ukraine có thể thực hiện được nhờ các khoản đầu tư hàng chục tỷ đô của phương Tây và xe tăng pháo binh, xe bọc thép, tên lửa tầm xa nhằm thay đổi cán cân quân sự theo hướng có lợi cho Ukraine. Giai đoạn đầu của cuộc phản công vào đầu tháng 6, các lực lượng từ quân đoàn 9 của Ukraine sử dụng một loạt vũ khí mới của phương Tây nhưng chịu tổn thất trong khi đạt được rất ít tiến bộ trước hệ thống phòng thủ được chuẩn bị kỹ lưỡng của Nga, đặc biệt là các bãi mìn. Giai đoạn tiếp theo, quân đội Ukraine dựa vào bộ binh hành quân trên chính đôi chân của mình, khai thác các chiến thuật phi đối xứng nhưng cũng không tạo được bước đột phá đáng kể Thay vì chờ đợi đến lúc tìm được điểm yếu trên tuyến phòng thủ chính của Nga để triển khai phần lớn lực lượng dự bị của quân đoàn 10, thì Kiev đã mạnh dạn tung lực lượng này và tham chiến hồi tuần trước, dẫn đến giao tranh bùng nổ quyết liệt. Robley, một nhà phân tích quân sự của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, người vừa trở về sau chuyến thăm tiền tuyến của Ukraine, cho biết tuần giao tranh vừa qua rất quan trọng vì họ Ukraine quyết định triển khai lực lượng thứ hai theo cách lớn hơn vẫn chưa rõ liệu Nga chịu tổn thất đến mức đủ để tạo ra một bước đột phá hay không. Chúng tôi đang chờ đợi và xem xét vào thời điểm này. Một quan chức quân sự Ukraine thứ hai đã mô tả một cuộc tấn công mạnh mẽ nhưng dần dần bị cản trở bởi thời tiết có lợi cho địa Kremlin. Quan chức này cho biết, Chúng tôi đang cố gắng thiết lập một chỗ đứng lâu dài ở Robot Tine và đang vượt qua nhiều thách thức khác nhau. Điều kiện thời tiết rất lý tưởng để các lực lượng Nga sử dụng máy bay không người lái nhằm vào pháo binh của chúng tôi. Việc Nga sử dụng hiệu quả các máy bay trực thăng tấn công và UAV cảm tử cũng đã đe dọa quân đội Ukraine tìm cách thâm nhập vào các bãi mìn ban đầu của Moscow. Người Ukraine bao gồm cả Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ca ngợi việc giành lại các vùng lãnh thổ nhỏ hơn ở các khu vực khác ở phía đông nam, bao gồm cả làng Staromarsky vào tuần trước. Các cảnh quay bằng máy bay không người lái cho thấy, sau những trận chiến khốc liệt, khu định cư nhỏ này gần như bị san phẳng, nơi có dân số từ 400 người trước cuộc xung đột, nay xuống chỉ còn khoảng 10 người vào tuần trước, các quan chức Ukraine ước tính. Một blogger quân sự người Nga viết dưới bút danh Wagonjo đã lấy làm tiếc về việc Nga để mất làng Staromarske, gọi đây là tiền đồn quan trọng của Nga trên tiền tuyến ở phía đông nam. Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, họ cũng đã đánh bật lực lượng Nga đang cố thủ tại một ngôi làng gần đông thành phố Bakhmut, nơi diễn ra trận chiến đẫm máu nhất trong chiến sự. Các nhà phân tích cho biết, bước tiến tương đối tốt hơn của Ukraine xung quanh Bakhmut, nơi Nga chiếm giữ hồi tháng 5, có thể là do các lực lượng Nga ít có thời gian hơn để đào hào và đặt mìn so với họ đã làm ở các vùng lãnh thổ đã kiểm soát lâu dài ở miền nam Ukraine. Lầu Năm Góc đã thể hiện sự tự tin trong bối cảnh có những chỉ trích cho rằng các lực lượng do phương Tây đào tạo của Ukraine đang hoạt động kém hơn so với những người anh em do chính Ukraine đào tạo. Những người đã làm choáng váng thế giới vào mùa thu năm ngoái với những chiến tích lớn khi đẩy lùi quân Nga khỏi các thành phố chiến lược Kharkov và Kherson. Chúng tôi tiếp tục thấy cuộc phản công của họ tiến lên từ Rider và ngôn viên của Lầu Năm Góc cho biết ngày 1 tháng 8. Đây sẽ là một cuộc chạy marathon chứ không phải chạy nước rút ông nói lầu năm góc vẫn tự tin rằng ukraine sẽ tiếp tục có đủ phương tiện để thực hiện chiến dịch này tổng thống nga vladimir putin đã khẳng định rằng nỗ lực của ukraine đã không thành công và cáo buộc rằng kiev đã chịu thương vong nặng nề với hàng chục km phải vượt qua trước khi quân đội Ukraine có thể tiếp cận các thành phố quan trọng trong khu vực Zaporizhia, bao gồm Melitopol và Berdyansk. Lực lượng Nga tăng cường các cuộc tấn công ở phía đông bắc Ukraine, bao gồm gần thành phố Kupiansk. Andriy Besedin, thị trường Kupian, cho biết trong cuộc phỏng vấn. Nga đang xây dựng lực lượng và trang thiết bị của mình, và giờ đây chúng tôi thấy sự tập trung lực lượng và thiết bị lớn nhất kể từ khi họ kiểm soát khu vực đó. Theo Lee, nhà phân tích quân sự, mặc dù không thành công trong việc tái chiếm lãnh thổ ở phía Bắc, nhưng sự chủ động tấn công của Nga có thể có logic riêng của nó, ông nói. Có thể khi làm điều này, Nga hy vọng sẽ buộc Ukraine phải điều một số đơn vị mà họ dự định chiến đấu ở phía Nam lên tri viện. Các quan chức quân sự Ukraine từ chối bình luận về việc liệu Kiev có tăng viện binh ở phía Bắc hay không. Tiếng tiếp theo, tiết lộ đoạn kết buồn cho giáp phản ứng nổ noise của xe tăng Ukraine. Thưa quý vị, được quảng cáo rộng rãi bởi các phương tiện truyền thông Ukraine, tuy nhiên, giáp phản ứng nổ noise đã không được sản xuất kể từ tháng 1 năm 2022. Theo nhận xét, rõ ràng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đã đóng góp một vai trò quan trọng trong việc này, khi loại bỏ tiềm năng sản xuất các loại vũ khí và thiết bị đặc biệt của Ukraine báo chí Nga cho biết giáp phản ứng nổ RA Noise con dao đã được lắp đặt trên các xe tăng T-64BM2 được hiện đại hóa tại nhà máy kỹ thuật vận tải Kharkiv cũng như tên lửa T-84 Oplops hiện đại hơn. Noise RA được chế tạo tại doanh nghiệp sản xuất và nghiên cứu Microtech thuộc sở hữu nhà nước, nơi chịu trách nhiệm phát triển các hệ thống phòng vệ chủ động Jastlin. Loại giáp phản ứng nổ nói trên, theo nhận xét, có tính năng kỹ chiến thuật tương đương Redlich của Nga sẽ tăng khả năng chống đạn xuyên lõm và đạn xuyên động năng cho chiến xa mang nó thêm ít nhất 20%. Tuy nhiên, việc sử dụng Nars LRA trong thực tế, trong thực tế trong chiến đấu đã bộc lộ những thiếu sót khó chấp nhận, khiến thiết bị này trở nên rất nguy hiểm đối với chính những chiếc xe tăng mà nó phải bảo vệ nhiều trường hợp đã được ghi nhận bởi chính kíp chiến đấu đó là xe tăng mang các modunoys bị hư hại đến mức hỏng hoàn toàn sau đó các tổ lái nếu còn sống sót vẫn phải từ bỏ phương tiện của mình do vậy giờ đây trên các phương tiện bọc thép hạng nặng bao gồm cả xe tăng leopard 2 a 4 của đức các binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang ukraine phải buộc quay lại với sự lựa chọn cũ hơn cụ thể họ đã lắp đặt giáp phản ứng nổ con tách một từ thời liên xô được phát triển cách đây hơn 40 năm trong khi loại ranois gần như đã hoàn toàn vắng bóng Chuyển sang tin tiếp theo, Ukraine tuyên bố trong thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga. Thưa quý vị, trong một bài phát biểu trên truyền hình ngày 5 tháng 8, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết quân đội Ukraine đang tiến đến phòng tuyến trung gian sau khi chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga ở một số khu vực phía Nam. Binh sĩ Ukraine phải đối mặt với các công sự bê tông kiên cố do đối phương tạo ra trên các cao điểm then chốt. Điều này làm phức tạp thêm đà tiến công và các hoạt động chiến đấu của chúng ta bà Malia nói trên truyền hình quốc gia. Theo Thứ trưởng, Ukraine đang ưu tiên các hoạt động phản công ở phía Nam, trong khi đối với Nga, hướng tấn công chính là phía Đông. Phần lớn các nguồn lực của Nga hiện đang tập trung gần Kupiansk, Kharkiv Oblast, khi Moscow tìm cách chiếm lại các vùng lãnh thổ do lực lượng Ukraine giải phóng vào mùa thu năm 2022. Trong khi đó, xung quanh Bakhmut, quân đội Ukraine đang tiến chậm mà chắc ở sơn phía Nam. Nga đang tấn công vào sườn phía bắc của thành phố, cố gắng giành lại các vị trí đã bị quân đội Ukraine chiếm lại trước đó. Theo bà Malia, các trận chiến khốc liệt cũng tiếp tục diễn ra gần Avdiivka và Marinka Donetsk Oblast. Nga được cho là đã chuyển lực lượng dự bị, chủ yếu là quân nhân chuyên nghiệp tới các tiền tuyến phía đông và phía nam, nơi cuộc phản công của Ukraine đang diễn ra. Ukraine phát động một loạt các cuộc tấn công lớn vào các vị trí của Nga vào đầu tháng 6, khởi đầu cuộc phản công của Kiev. Tuy nhiên, Ukraine cho đến nay đã phải gánh chịu thương vong và tổn thất nặng nề. Ngày 4 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, kể từ khi phát động cuộc phản công Ukraine đã mất hơn 43.000 quân, hơn 4.900 vũ khí hạng nặng, bao gồm xe tăng Leopard do Đức sản xuất và xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, cùng khoảng 747 khẩu pháo. Chuyển sang tin tiếp theo, bò lê giữa chiến trường, lính Ukraine được máy bay không người lái cứu. Thưa quý vị, một người lính Ukraine bị tách khỏi phần đơn vị và nằm một mình trên cánh đồng gần nơi Nga đang kiểm soát trong tình trạng bị thương nặng ở chân. Máy bay không người lái UAV lượn phía trên nhưng anh không biết nó là bạn hay thù. Người lính bị thương ở ngực và chân do pháo kích trên chiến trường ở Zaporizhia trong tháng 7, phóng viên CNN cho biết. Tôi nhận ra rằng tôi ở quá gần người Nga và thậm chí bắt đầu nhìn khẩu súng của mình theo một cách khác. Người lính dùng biệt danh Sergei nói với CNN. Trong lúc tôi đang bò, một chiếc máy bay không người lái bay lượn ở phía trên. Tôi không biết nó là bạn hay thù, giống như chơi sổ số, Sehi kể. Sau đó chiếc UAV thả xuống thứ trông như bom, rồi Sehi nhận ra nó đang giúp mình. Đoạn video do quân đội Ukraine cung cấp cho thấy người điều khiển máy bay không người lái gắn chai nước, thuốc và một ghi chú vào chiếc UAV để gửi cho Sehi. Chiếc máy bay quay trở lại vị trí của Sehi để thả gói hàng. Chiếc UAV liên tục đưa nước và thuốc xuống giúp sơ dịu cơn đau và bỏ đến nơi an toàn. Đội y tế tìm thấy sơ sau 2 ngày. Eugene, lính thuộc Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 15 là người điều khiển chiếc UAV. Anh nói sẽ không thể sống với chính mình nếu để đồng đội chết. Chuyển sang tin tiếp theo, tiết lộ bước đi mới của Trung Quốc về tình hình Ukraine. Thưa quý vị, Trung Quốc ngày 5 tháng 8 cho biết họ sẽ cử một quan chức cấp cao tới Ả Rập Saudi để tham gia đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ngày 5 tháng 8, đặc phái viên về các vấn đề Á-Âu Li Hui sẽ đến Jeddah để đàm phán. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế để tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Các nhà ngoại giao Ukraine và phương Tây hy vọng hội nghị hòa bình tại Jeddah dự kiến diễn ra vào cuối tuần này sẽ đồng thuận về các nguyên tắc chính cho giải pháp hòa bình trong tương lai nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Hội nghị sẽ có sự góp mặt của các cố vấn an ninh quốc gia và quan chức cấp cao từ khoảng 40 quốc gia. Nga không tham dự hội nghị này. Theo hãng tin Reuters, Trung Quốc từng được mời tham dự cuộc họp ở Copenhagen, Đan Mạch vào cuối tháng 6 nhưng từ chối tham dự. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, Trung Quốc vẫn duy trì quan hệ kinh tế và ngoại giao chặt chẽ với Nga và từ chối lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế lên án Moscow. Một quan chức Đức cho biết chính sách ngoại giao của Ả Rập Saudi đóng vai trò quan trọng trong việc thúc giục Bắc Kinh tham dự cuộc đàm phán ở Jeddah lần này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông hy vọng hội nghị tại Jeddah sẽ giúp thúc đẩy một hội nghị thượng đỉnh hòa bình vào mùa thu tới nhằm tán thành các nguyên tắc dựa trên kế hoạch hòa bình 10 điểm do ông đề xuất. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đầu tuần này cho biết, Nga dõi theo hội nghị ở Jeddah, đồng thời nhắc lại lập trường của Moscow rằng họ vẫn chưa thấy có cơ sở nào để đàm phán hòa bình với Kiev. Opeco nói: Chúng tôi cần hiểu những mục tiêu được đặt ra và vấn đề sẽ được thảo luận là gì. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình đều đáng được đánh giá tích cực. Tin tiếp theo: Nga vạch trần mưu đồ của phương Tây cố gắng kêu gọi các quốc gia ủng hộ công thức hòa bình của ông Zelensky. Ngoại trưởng nga Sergei Lavrov cho rằng phương Tây đang kêu gọi những quốc gia khác xem xét công thức hòa bình của tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Nhưng kế hoạch này đồng nghĩa với việc Moscow phải nhắm mắt làm ngơ trước những hành động của Kiev đối với cộng đồng người gốc Nga, ông nói. Ngoại trưởng Nga đã nhắc lại quan điểm của Moscow đối với công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Zelensky trong một bài bình luận ngày 5 tháng 8. Ông Lavrov nhấn mạnh, cuộc xung đột không thể được giải quyết nếu Kiev không tôn trọng quyền của các nhóm người thiểu số, đặc biệt là người gốc Nga, những người mà nền văn hóa và ngôn ngữ đang bị đe dọa trong xã hội hiện đại. Ông Lavrov cho biết, Mỹ và các đồng minh của họ đã nỗ lực hết sức áp đặt công thức Zelensky lên Global South, nhóm các quốc gia châu Phi, châu Mỹ Latin và các khu vực đang phát triển của châu Á. Theo ông Lavrov, các quốc gia này thực sự muốn tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng. Hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi diễn ra tháng trước tại Saint Petersburg là sự kiện mới nhất mà Moscow có cơ hội để lắng nghe quan điểm của họ. Tổng thống Zelensky đã trình bày công thức hòa bình 10 điểm của Ukraine trước các nhà lãnh đạo thế giới tại hội nghị thượng đỉnh G20 năm ngoái. Các bước này bao gồm lộ trình dẫn đến an toàn hạt nhân, an ninh lương thực và một hiệp ước hòa bình cuối cùng với Moscow. Ông cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo G20 sử dụng tất cả quyền lực của mình để làm cho Nga từ bỏ các mối đe dọa hạt nhân và áp trần giá đối với năng lượng nhập khẩu từ Moscow. Nga coi các điều khoản được Ukraine đề xuất là không thể chấp nhận được, cho rằng chúng là dấu hiệu cho thấy Kyiv không nghiêm túc trong các cuộc đàm phán. Ả Rập Xê út dự kiến sẽ chủ trì một cuộc họp tại Jeddah vào cuối tuần này, trong đó Ukraine và phương Tây sẽ trình bày về công thức hòa bình của ông Zelensky đối với các quốc gia trung lập như là Brazil, Ấn Độ, Ai Cập, Zambia. Cuộc họp đã được một số tờ báo mô tả là các cuộc đàm phán hòa bình không có Nga. Moscow gọi đây là nỗ lực của phương Tây nhằm tập hợp một liên minh chống Nga bằng cách lạm dụng nguyện vọng thực sự của những người tham gia là chấm dứt chiến sự ở Ukraine. Ông Lavrov nói rằng các quốc gia phương Tây triệu tập các diễn đàn được tổ chức với mục tiêu duy nhất thu hút càng nhiều quốc gia càng tốt tham gia vào cuộc thảo luận về kế hoạch của Ukraine. Kế hoạch bao gồm việc Nga hoàn toàn đầu hàng thỏa hiệp với hành vi xâm phạm an ninh nước này và bỏ rơi hàng triệu người Nga, những người mật tổ tiên đã sống trên những vùng đất, ký ép tuyên bố chủ quyền trong nhiều thế kỷ, ông Lavrov viết. Ngoại trưởng kêu gọi, các đồng minh phương Tây yêu cầu ông Zelensky giải thích với cộng đồng quốc tế về kế hoạch của Kiev dành cho người thiểu số nếu kế hoạch của ông được ủng hộ.